sự nghiệp vừa vụt sáng lại lụi tàn vì BLHD. Song Ha Jun, Kim Hee Eo Ja là nhập vai đỉnh hay không cần diễn. Song Ha Jun, vào tối ngày 1 tháng 4, tiểu tam Maji Mi Hát Bần Song Ha Jun bất ngờ bị tố cáo vi phạm bạo lực học đường đến cấp độ 8, tát vào mặt bạn học suốt 90 phút. Rất nhanh chóng sau đó, kinh công Bistarship đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc, cho biết Song Ha Jun không quen biết người tố cáo. Thế nhưng nghi vấn vẫn chưa dừng lại tại đây. Cư dân mạng cũng phát hiện Song Ha Jun học ở ba trường cấp 3 khác nhau là Jungon, Banpo ở quận Seocho và Apgujeong ở quận Gangnam, Seoul. Điều này khác với thông tin nạn nhân cung cấp. Người này cho biết Song Ha Jun bị cưỡng chế chuyển trường sang trường ở quận Gangnam, Seoul vì bạo lực học đường. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bình luận được cho là từ bạn học của Song Ha Jun tố cáo nữ diễn viên. Điều này càng làm củng cố thêm nghi vấn nữ diễn viên sinh năm 1986 thực sự là kẻ bạo lực học đường. Đặc biệt, cư dân mạng còn đào lại được bình luận tố cáo Song Ha Jun bạo lực học đường từ năm 2018. Cụ thể vào tháng 6 năm 2018, xuất hiện một bình luận trên diễn đàn MLBPARK, chúng tôi là bạn cùng lớp thời trung học. Cô ta tham gia băng đảng, buộc phải chuyển trường vì bắt nạt, đánh đập một người bạn. Tính cách cô ta khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài. Những cáo buộc này cũng xuất hiện trở lại trên diễn đàn ZA. Tối ngày 2 tháng 4, chương trình Scandal Supervisor phần 2 lên sóng tiếp tục hé lộ những tình tiết gây sốc về vụ bạo lực học đường của Song Ha Jun. Sau nạn nhân đầu tiên, xuất hiện nhân chứng thứ hai cung cấp thông tin cho GTBC. Song Ha Jun bị cưỡng chế chuyển trường do có liên quan đến một vụ bạo hành tập thể. Tại thời điểm đó, có 3 người tham gia đánh một nữ sinh. Tôi đã nói chuyện với những người đó, họ bảo Song Ha Jun khích bác họ đánh người. Nạn nhân của vụ việc bị thương trong 4 tuần. Rất nhanh chóng sau khi chương trình Scandal Supervisor lên sóng, kinh công Bistarship lên tiếng phủ nhận về nội dung liên quan đến Song Ha Jun trên chương trình Scandal Supervisor của GTBC và các báo liên quan. Chúng tôi muốn nhắc lại rằng tất cả đều không đúng sự thật. Chúng tôi đang xem xét các biện pháp cần thiết như xử lý dân sự lẫn hình sự với người cung cấp thông tin, đồng thời xin lệnh tạm thời cấm phát sóng chương trình Scandal Supervisor. Kim Hee Eo Ja, sáng 6 đến tháng 9 năm 2023, làng giải trí xứ Hàn chấn động trước thông tin độc quyền của Dispatch về lùng xùm bạo lực học đường của nữ diễn viên The Glory. Kim Hee Eo Ja theo đó, ác nữ kẹo me bị cáo buộc từng có hành vi bắt nạt và hành hung bạn học khi còn là học sinh cấp 2. Bài báo gây sốc với nhiều tiết lộ chấn động khiến công chúng vô cùng bất ngờ. Trong bài viết dài có đăng tải những đoạn trò chuyện của nhân chứng, nạn nhân hoặc người liên quan cho thấy nữ diễn viên tài năng xứ Hàn. Kim Hee Eo Ja từng là thành viên trong băng đảng đầu gấu của trường nữ sinh Sangji, tỉnh Gangwon. Trong thời gian theo học tại trường và tham gia băng nhóm này, nữ diễn viên từng liên quan đến những vụ trộm cắp, đánh đập bạn học để chấn lột tiền, nhờ mua hũ thuốc lá hay trộm tiền đi hát karaoke. Bài viết có chia sẻ lời kể của X, người từng bị phạt vì tội trộm cắp, cho biết đã thực hiện hành vi phạm pháp này để giúp đỡ Kim Hee Eo Ja có tiền đóng học phí cho mẹ. Vụ việc học sinh trộm cắp này, nữ diễn viên cũng bị đưa lên thẩm vấn và phải chịu hình phạt của pháp luật, lao động công ích. Sau đó, Kim Hee Eo Ja phải chuyển trường để tránh xa tai tiếng và có thể hoàn thành việc học. Nghiêm trọng hơn, Kim Hee Eo Ja cũng thừa nhận là thành viên của băng đảng đầu gấu của trường nữ sinh Sanji khét tiếng, nhiều học sinh biết đến. Dù thừa nhận là tham gia hội nhóm đầu gấu nhưng ác nữ kẹo me lại phủ nhận việc thực hiện các hành động bắt nạt bạn bè, các cáo buộc bạo lực học đường. Nữ diễn viên nói, tôi có sợ chính sự tồn tại của mình không? Tôi đã nhìn lại những ngày đó nhưng thực sự tôi chưa bao giờ hành hung ai cả. Tất nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc tôi không có trách nhiệm. Tôi đã sống như một kẻ bàng quan,